Dạ, Kim Thoa xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Kim Thoa đang xem kênh YouTube của Kim Thoa nha. Cả nhà ơi, chỉ còn một đêm nữa thôi là sáng ngày mai thứ tư, tức là 2 tây tháng 10 năm 2024, là vào lúc 9 giờ sáng, thì hôm đó là ngày sinh nhật của Kim Thoa. Thì Kim Thoa có tổ chức một cái buổi tiệc nho nhỏ là họp mặt tất cả anh chị em ca sĩ nghệ sĩ, và trong đó cũng có các em nhà báo thân thiết với Kim Thoa cũng có đến dự sinh nhật của Kim Thoa. Tại vì các em thấy là cái không gian tại ẩm thực chai làng quê của Kim Thoa đó rất là đẹp, và nó mang tính chất làng quê, nhìn nó dân dã mộc mạc, cho nên là các em nó cũng rất là thích và muốn đến đây để dự sinh nhật. Trước hết là dự sinh nhật Kim Thoa, thứ hai là muốn quảng bá một số hình ảnh ở trong ẩm thực chai làng quê của Kim Thoa, và đặc biệt là những gian hàng, những kiosk trong ẩm thực chai của Kim Thoa. Trong cái ẩm thực chai làng quê Kim Thoa là có khoảng 40 kiosk nha cả nhà, 40 kiosk, và cũng rất là nhiều các cô chú anh chị đã coi như là đặt cọc và xí chỗ rồi. Thì ngày mai 2 tây tháng 10 thì các cô chú anh chị đó sẽ đến, trước hết là dự sinh nhật của Kim Hoa, và sau đó là họ ký hợp đồng để lấy chòi lấy quầy luôn nghe cả nhà. Là họ sẽ bán những món chay nè, bán có người thì bán nước ép trái cây nè, bán cà phê, bán nước, có người bán nước đá mía, có người thì đăng ký bán bánh xèo, rồi có người là bán bún măng nè, rồi có người bán phở, rồi bán gì nữa ta, à hủ tiếu, rồi bún bò Huế chay nè đó. Rồi còn một cái gian hàng lớn là làm các món lẩu, rồi có cô là cô đăng ký bán cơm nè, vân vân, rất là nhiều món chay. Và chủ yếu là bên ẩm thực chay làng quê Kim Thoa, và Kim Thoa có một cái gian hàng cũng rất là lớn luôn, bán những cái đồ xi mạ bên công ty của Kim Thoa sản xuất luôn, xi mạ vàng, trong đó gồm có đèn cúng dường mà lúc trước Kim Thoa hay giới thiệu đến cả nhà đó, mình cúng dường mình để trong trong chùa đó, đèn để trong chùa hoặc là mình để trên bàn thờ ở nhà ông bà mình, tổ tiên ông bà đó. Rồi là 12 con giáp nè, rồi những cái vòng đeo tay bằng đá bằng ngọc nè, rồi những cái như cái nhẫn đeo tay cũng bằng ngọc nè, rồi cẩm thạch, rồi má não, rồi gồm có là trầm hương nữa, cái đó là bên cái gian hàng của công ty Kim Thoa. Và một cái gian hàng lớn là bên Kim Thoa sẽ bán các món lẩu, và những cái gian hàng, những cái kiosk là quý vị đăng ký cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà tại vì Kim Thoa cũng muốn rằng ở đây là một cái làng chay, là tập trung tất cả những món chay, mà trong đó phải có phong phú và nhiều món chay nữa, cho nên là Kim Thoa muốn rằng là khi mà quý vị đến ẩm thực chay làng quê của Kim Thoa thì phải thưởng thức được nhiều món ăn thật ngon và thật hấp dẫn. Cho nên Kim Thoa muốn là tất cả quý vị khi mà quan tâm đến ẩm thực chay làng quê Kim Thoa thì hãy nhanh tay đăng ký để chọn cho mình những gian hàng, những kiosk ưng ý nhất để mình bán những cái món chay. Cái món nào mà mình thấy tự tin và mình nấu ngon nhất để đem đến những món ăn ngon cho tất cả mọi người, nhằm gieo duyên cho mọi người cùng đến ăn chay cả nhà ơi. Và Kim Thoa cũng nói luôn là cái vị trí và cái khu vực của ẩm thực chay làng quê Kim Thoa là nằm ngay quốc lộ nha, ngay mặt tiền luôn, ngay quốc lộ 51, đối diện với chung cư 18 tầng sát chách ngân hàng OCB, đường Độc Lập cắt ngang đường Nguyễn Trãi, và tọa lạc tại Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu nha. Quý vị nghe nói là Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu thì tưởng là xa lắm, nhưng thực chất là cách Sài Gòn, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km thôi cả nhà. Thì cái ẩm thực chay á, là Kim Thoa cảm thấy rằng á, là kể cả những người ăn mặn nữa, người ta khi mà người ta đi ngang, người ta ghé có một cái không gian rất là thoáng mát, rồi không gian nó lạ mát mẻ nè, rồi vô đây được là nghe nhạc thiền thư giãn nhẹ nhàng, rồi có những cái phong cảnh đẹp, thì những người ăn mặn đó tự nhiên người ta muốn gọi là ăn chay để mà thay đổi cái khẩu vị lạ miệng thì cũng cảm thấy rất là ngon cả nhà. Và
coi như là một cái duyên một để gọi là làm cho những kích thích những cái người ăn mặn, người ta có cái xu hướng ăn chay. Tại vì ăn chay bây giờ nó không còn nằm trong giới hạn tôn giáo nữa cả nhà, mà nó cũng được rất là nhiều giới trẻ, giới thượng lưu, giới trí thức người ta quan tâm, và người ta thường hay rủ nhau đến nhà hàng, những quán chay để người ta thư giãn, là người ta ăn chay rồi là thấy tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, nó còn kết nối được công việc giữa anh em bạn bè nữa cả nhà ơi. Cho nên là quý vị hãy tranh thủ nhanh tay mà chọn cho mình cái quầy, cái kiosk mà mình ưng ý nhất để mình bán những cái món chay mà mình cảm thấy yêu thích, mà cảm thấy ngon, để mình đem đến cho mọi người một cái năng lượng tốt. Rồi bây giờ Kim Thoa nhắc lại một lần nữa nha. Quý vị ơi, quý vị hãy nhanh tay đăng ký để lấy những gian hàng, những kiosk mình ưng ý nhất để mình bán những cái món chay mà mình cảm thấy ngon nhất, để đem đến cho tất cả mọi người, gieo duyên cho mọi người cùng ăn chay với mình và được thưởng thức những món ăn thật là ngon nha quý vị ơi. Và quý vị khi mà muốn tìm ẩm thực chay làng quê Kim Thoa thì quý vị nhớ nha, gõ lên Google Map là ẩm thực chay làng quê Kim Thoa nha cả nhà, thì nó sẽ hiện lên cái định vị và cái địa chỉ chính xác luôn. Rồi bây giờ Kim Thoa xin kính chúc cho cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ và an lạc, và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 2 tháng 10 thứ tư 2024 nha, 9 giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm 2024 thứ tư nha cả nhà. Bây giờ Kim Thoa xin chào tạm biệt cả nhà.